Trắc nghiệm tâm lý, dáng đứng tiết lộ mức độ cực đoan của bạn trong cuộc sống. Bước 1, nhìn vào bức hình bên dưới. Bước 2, chọn hình ảnh mô tả chính xác cách bạn đứng nhất. Bước 3, xem kết quả ngay bên dưới. Trắc nghiệm mức độ cực đoan của bạn tiết lộ những đặc điểm tính cách thú vị dựa trên dáng đứng quen thuộc của một người. Bạn có đứng với hai chân song song với nhau không? Hay hai chân hơi xa nhau? Hay bắt chéo chân? Hay một chân tiến lên? Bạn sẽ ngạc nhiên rằng cách chúng ta đứng có thể phản ánh cách suy nghĩ và cảm nhận thực sự bên trong mình. Hình ảnh 1, hai chân song song. Dáng đứng phản ánh sự phục tùng hoặc tôn trọng quyền lực. Nếu bạn có dáng đứng này cho thấy bạn không phải là một cá nhân quá nổi trội trong tập thể. Bạn là một người biết lắng nghe nhưng điều đó không có nghĩa là bạn thiếu kiến thức hay thiếu tự tin khi trò chuyện. Bạn chắc chắn sở hữu sự khéo léo và khách quan trong giao tiếp của mình. Đứng với hai chân song song với nhau cũng giúp bạn bình tĩnh lại khi cảm thấy quá phân khích sợ hãi, lo lắng. Những người đứng với hai chân song song với nhau cũng được cho là có quan điểm trung lập về một chủ đề. Họ sẽ tham gia vào một cuộc trò chuyện tuy nhiên không có ý định có bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Họ không bao giờ tỏ ra cực đoan về một chuyện nào đó vì biết rằng một sự việc xảy ra đều có cái tốt và cái xấu đồng hành. Hình ảnh 2, hai chân hơi tách ra. Hình ảnh một người đứng hơi dạng hai chân ra mang cảm giác có quyền lực và thích chỉ huy. Nếu bạn thường xuyên có dáng đứng này đã toát lên sự tự tin và quyết đoán từ bên trong con người mình. Dáng đứng này có vẻ như đang có ý định cố chiếm một không gian lớn hơn. Bạn không ngại thể hiện sự hiện diện của mình giữa đám đông, sẵn sàng nói lên suy nghĩ một cách tự tin và giữ vững lập trường của mình. Họ là mẫu người cực đoan nhưng trên miệng luôn phủ nhận điều này, họ tự cho rằng mình công bằng, trung lập nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Những người này khá nổi trội trong cách giao tiếp của họ, dáng đứng này thường khá phổ biến ở nam giới. Mặc dù phụ nữ cũng đứng theo cách này để báo hiệu quyền lực và sự thống trị của họ. Những ai có dáng đứng hai chân hơi tách ra là người này rất cực đoan, họ chỉ có quá thích hoặc quá ghét, không có lưng chừng cảm xúc. Hình ảnh 3, tiến một chân về phía trước. Nếu bạn đứng đưa một chân về phía trước cho thấy bạn có sự thoải mái và hài lòng với bản thân cũng như môi trường xung quanh. Bạn được là chính mình, được sống phù hợp với cá tính, sở thích của bản thân ở hiện tại. Bạn cởi mở thể hiện cảm xúc, có xu hướng trung thực trong giao tiếp của bạn. Bạn không ngại chia sẻ góc nhìn của mình nhưng cũng tôn trọng góc nhìn của người khác. Bạn là người trung lập, chính vì thế mà bạn thường được lòng của những người ở hai phía cực đoan bao gồm người quá thích hay quá ghét một vấn đề nào đó. Những người có dáng đứng này cho thấy có sự thu hút vì thực lòng bạn không quá quan tâm hay thuộc về nhóm nào cả, bạn không dễ bị cảm xúc tiêu cực dẫn dắt. Đó là lý do người ta cảm thấy tò mò về con người bạn. Hình ảnh 4, bắt chéo chân. Dáng đứng bắt chéo chân cho thấy bạn khá phòng thủ. Thích dành thời gian một mình hơn là hòa mình vào đám đông. Bạn có xu hướng bảo vệ cảm xúc của mình hoặc thiếu tự tin trong một số tình huống, trong các cuộc trò chuyện. Bạn khó tiếp cận những người mới lạ và cả những thông tin, những trải nghiệm mới. Ngay khi nghe được điều gì đó sai khác với những gì bạn biết là tâm trí ngay lập tức đóng lại. Nhìn chung, bạn là người khá cực đoan, bạn chỉ tin vào ý kiến của mình, nếu ghét ai thì ghét ra mặt, tìm đủ các lý do để chứng minh rằng mình đúng nhưng nếu đứng bắt chéo chân với nụ cười trên môi lại cho thấy họ đang thoải mái và muốn đánh giá lại tình hình trong tâm trí khi đó họ sẽ bớt đi sự cực đoan của mình